Theo người phát ngôn của hãng đường sắt Iskot, một số hành khách đi trên tàu hỏa Pokhara Express đang trên đường đến thành phố Pokhara-Stin đã bất ngờ kéo phanh khẩn cấp khi tàu vừa đến ga Cốt Lam vì nghe thấy tin đồn rằng một toa tàu đang bị cháy. Khi con tàu dừng lại, hành khách nhốn nháo chen nhau nhảy ra. Vì lúc đó trời đã tối nên họ không phát hiện ra một chiếc tàu chở khách khác đang tới với tốc độ cao ở đường ray ngay bên cạnh. Hậu quả là 10 người thiệt mạng ngay tại chỗ vì bị tàu cán qua cùng nhiều người khác bị thương.